ức gà, đùi gà. Bà con gà thì bà con là gì đúng không bà con? Nhưng mà ức gà, đùi gà, có những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn. Ta ăn vào thì bệnh chúng ta càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không ăn được ức gà hay là lườn gà. Thì ta nếu vừa mổ xong, người bị thủy đậu, sơ gan, người bị viêm khớp, tiêu hóa, người bị sỏi thận, huyết áp cao, tim mạch, đó là những người không nên ăn lườn gà hay là ức gà. Người đang mổ hay là mới mổ xong, phẫu thuật xong, người bị thủy đậu, sơ gan, người bị viêm khớp, tiêu hóa, người bị sỏi thận, huyết áp cao, tim mạch, là vui lòng đừng ăn lườn gà. Có người gọi là ức gà, mà có người gọi là ức gà, có người gọi là lườn gà. Nhưng ta vui lòng đừng ăn nha bà con. Ăn ức gà hay lườn gà nó tốt cho sức khỏe, rất tốt vô cùng. Nó giảm cân tốt cho gan, tốt cho thận, béo phì, cơ bắp, khỏe mạnh, tốt cho xương, huyết áp, ngăn ngừa thiếu máu, giảm nguy cơ ung thư. Tốt không bà con? Ức gà hay lườn gà tốt quá ha. Tốt cho người giảm cân nè, tốt cho bệnh gan, tốt cho bệnh thận, béo phì, cơ bắp, khỏe mạnh, tốt cho xương, tốt cho huyết áp, ngăn ngừa được thiếu máu, giảm nguy cơ ung thư. Nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được, ta nên ăn không quá 200g ức ngày. Đó. Người vận động cơ bắp, lao động mạnh thì ăn không quá 400g một ngày, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn không quá 200g ức gà. Đó, ăn không quá 200g gà. Người vận động tốt, lao động mạnh thì ăn không quá 400g một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, xin chào.